thân với anh, tụi mình đang có mặt ở Boracay, một hòn đảo rất xinh đẹp của Philippines. Trinity, khi mà đến hòn đảo xinh đẹp như thế này thì Trinity thích làm gì nhất? À thì Trinity thích đi chơi party nè, Trinity thích đi shopping và Trinity thích đi chơi mấy môn thể thao dưới nước. Vui lắm luôn á. À, nhưng mấy bạn thích thì đi với Trinity nhé. Ok. Boracay là một hòn đảo nhỏ thuộc khu Visayas với diện tích khiêm tốn khoảng 10,32 km vuông. Thậm chí điểm hẹp nhất của đảo còn chưa đến 1 km chiều rộng. Nhiều năm liền được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Trong đó, nổi tiếng là bãi biển với cát trắng mịn theo đúng tên gọi White Beach. Được chia làm 3 trạm chính. Trạm 1 là những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Trạm 2 là trung tâm ăn chơi, tiệc tùng, mua sắm. Và trạm 3 là khu vực yên tĩnh với giá cả mềm nhất. Đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và đang chuẩn bị check-in cho chuyến bay đến Manila và sau đó chuyển tiếp qua Calibo. Check-in ở đây rất là tiện lợi. Mình chỉ cần gửi hành lý rồi mình qua vào Manila rồi mình lấy vậy thôi. Với Philippine Airlines, từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể lựa chọn bay đến Boracay qua sân bay Calibo với dịch vụ check-through. Yay! Các bạn ơi, vậy là Vân đã lấy được thẻ lên máy bay rồi và rất là thuận tiện bởi vì một tuần thì Philippine Airlines có đến 10 chuyến bay đến Manila và ngoài ra thì Vân đang bay đến Calibo, sân bay Calibo để đến Boracay và cái thuận lợi khi mà bay với Philippine Airlines là mình sẽ không phải lấy hành lý ra nữa mà hành lý sẽ được chuyển thẳng đến Calibo luôn. Nói chung là đang rất là hào hứng cho chuyến đi này. Let's go! I love garlic. Yes, one whole chicken. Yeah. Vân đang có mặt trên xe bus để đi từ sân bay Calibo đến Boracay. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng và sau đó thì mình sẽ đến với bờ biển tuyệt đẹp của Boracay. Đến sân bay Calibo, bạn đi xe buýt khoảng 2 tiếng để đến bến phà Katiklan. Từ đó, bạn đi phà thêm 10 hoặc 15 phút là đã đến với thiên đường Boracay. Boracay, nơi tuyệt vời cho bạn! Học lướt sóng an toàn và dễ dàng hơn với sóng biển nhân tạo và huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ với từ 30 đến 60 peso ngay tại khách sạn Crown Regency. I'm really excited to do this.
Tại đây, bạn còn có thể xem nàng tiên cá bơi lội với cá mập và rùa biển, hoặc thong thả đi bộ dưới lòng đại dương nhân tạo. We're about to do some more water activities, and it's gonna be super fun, super scary, and maybe a little embarrassing. I'm really excited. Let's go. Camera when you're getting dressed. Going scubaing, you guys. See you under the water. Ngoài ra, môn chèo ván SUP, Stand Up Paddle Board, đặc biệt dành cho các bạn yêu thể thao và vận động. Xe ba bánh là phương tiện di chuyển độc đáo của người Philippines, đặc biệt phổ biến, rẻ và vui như xe ôm ở Việt Nam vậy đó. Tụi mình sẽ cho các bạn biết là nó có ngon hay không nhé. Đi thôi. Đi.
Los Indios Bravos, tên của nhà hàng được gọi theo cách gọi dành cho tầng lớp tri thức địa phương dũng cảm đã đứng lên đấu tranh bảo vệ lãnh thổ những năm 1800. Bia tươi cũng là một trong những điểm đặc biệt trong văn hóa của người Philippines. Điển hình là Joe Brew. Anh đã học làm bia tươi trong khoảng thời gian sinh sống tại Mỹ, sau đó trở về Manila và thành lập nhà máy bia tươi Joe Brew cùng với anh của mình. Oh my God! Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Boracay thực sự sống động, đúng với tên gọi hòn đảo tiệc tùng. Boracay thực sự xứng đáng là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích du lịch và tiệc tùng thâu đêm. Không khó để chúng ta có thể bắt gặp hầu hết các quốc tịch trên thế giới tụ tập tại nơi này.
Puka shells. Đây có hả? Nghĩ đến Boracay, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tiệc tùng, các môn thể thao dưới nước và đời sống sôi động về đêm. Vì vậy, nếu đi du lịch Boracay, đây là những điểm tuyệt đối bạn không thể bỏ qua. Đó là lý do tại sao người ta vẫn thường nói, ở Philippines, lúc nào bạn cũng cảm thấy vui vẻ. Ở tập kế tiếp, Thích Là Đi sẽ bật mí những điểm ăn uống thú vị không thể bỏ qua khi đi du lịch tại Boracay. Đón xem vào tuần sau các bạn nhé!